Xin chào tất cả các anh chị nhà đầu tư. Chào mừng anh chị mình đã đến với kênh YouTube của em, kênh VSY Stock. Thì kênh của em là hỗ trợ những anh chị nhà đầu tư mình về chứng khoán. Thì hôm nay cũng lại là một ngày cuối tuần, một ngày thứ bảy, một ngày 23 tháng 3. Thì em cũng quay trở lại là một buổi video ngắn để cùng đồng hành và phân tích với những anh chị nhà đầu tư mình về thị trường chứng khoán trong một tuần vận động vừa qua. Và đặc biệt ở một tuần tiếp theo, kịch bản nào cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Và ở một góc độ nào đó với những anh chị mình đang cầm cổ phiếu hay là mình đang cầm sức mua những cái lượng tiền thì mình cũng sẽ đưa ra được những chiến lược đầu tư tốt nhất nếu như những video của em mang lại kiến thức hữu ích và đầu tư hiệu quả thì anh chị mình có thể để lại một nút like cũng như là một phần đăng ký kênh để ủng hộ em là những buổi video sau tốt hơn và chia sẻ rộng rãi những kiến thức đầu tư đến với tất cả anh chị mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thì đầu tiên anh chị mình sẽ thấy với những cái tín hiệu vận động trong một tuần vừa rồi, có thể nói là một tuần giao dịch đầy cảm xúc của thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong một cái tuần vận động thì thị trường có những cái phiên về đáo hạn phái sinh ấy. Tuy nhiên cái quan trọng nhất của thị trường trong một tuần vừa rồi đó chính là cái quan điểm là thị trường hai đỉnh hay là thị trường tích lũy, thì em cũng đã đưa ra cho chị mình những cái quan điểm cực kỳ rõ ràng trong những cái buổi video ở cuối tuần trước, hoặc là trên những cái buổi livestream chúng ta đã bàn luận với nhau rất nhiều về cái yếu tố hai đỉnh hay là tích lũy trong quá trình uptrend 2024 đấy. Thì với những cái tín hiệu trong một tuần vừa qua thì mọi người cũng thấy đã có được một cái đáp án chính xác nhất mà nhà tạo lập họ trả lời cho anh chị mình câu hỏi là hai đỉnh hay là tích lũy. Thì bản chất thị trường này là thị trường tích lũy đi lên, mọi người lưu ý ha đấy. Cho nên những cái thành quả, những nhà đầu tư nào mình cược vào cái điểm thị trường tích lũy tổ chức gom hàng ở vùng giá cao và đánh lên tiếp thì mọi người cũng thấy rồi, thành quả xứng đáng dành cho những nhà đầu tư can đảm. Những cổ phiếu lần lượt đi lên trong một cái tuần vừa rồi, những cổ phiếu như DIG dòng bất động sản hay những cổ phiếu dòng ngân hàng cũng bứt phá và luân phiên đi lên, mọi người lưu ý nha. Hay rất nhiều những cổ phiếu riêng lẻ nó cũng có những cái tín hiệu bật tăng, thì cái điều đó cũng thể hiện là gì, những nhà đầu tư nào cầm tiền trong một quá trình uptrend anh chị mình cược sai thì bắt buộc nếu như bây giờ anh chị mình muốn mua mình cũng phải trả cho một cái vùng giá mình mua trở lại cổ phiếu nó sẽ cao hơn, mọi người lưu ý đấy. Cho nên thị trường chứng khoán là một thị trường mà phải có quan điểm độc lập anh chị đấy, cho nên mình phải có cái chiến lược đầu tư của mình, nếu như đúng thì anh chị mình kiếm được bao nhiêu tiền, còn nếu như sai thì anh chị mình chấp nhận mất đi bao nhiêu tiền. Thì mọi người follow theo em trong chiến lược vừa qua thì cái quan điểm của em ở đây về vận động thị trường thì nó vẫn không thay đổi anh chị nha, mọi người lưu ý ha đấy. Cho nên cái quan điểm về góc nhìn của em, bức tranh lớn của thị trường trong năm 2024 thì nó sẽ xoay quanh cái câu chuyện và cái việc nâng hạn. Thì về cái câu chuyện nâng hạn này thì có một vài thông tin mới cũng rất là hay, thì em sẽ để dành với chị mình trong cái buổi coaching ở trong hôm chủ nhật để bàn luận với tất cả mọi người trong hệ thống khách hàng để mình lên cái chiến lược nó kỹ càng hơn, lên cái cách đi vốn nó chuẩn chỉ hơn, đặc biệt là cái thời điểm mà chị mình đi vốn đánh all in tắt tay vào trong một cái nhịp tiếp theo để chúng ta có thể ăn trọn được một con sóng nâng hạn sau này nhìn lại mình không phải tiếc nuối. Tại vì cái tầm nhìn của em xoay quanh cái game nâng hạn này thì nó vẫn không thay đổi đó, thị trường sẽ về quanh cái cục mốc chí ít là 1.500 điểm chứ không phải là quanh quẩn ở cái vùng ao làng 1.200, 1.300 trong xuyên suốt đâu đó khoảng tầm 17 năm đổ lại đây mọi người ha. Đấy. Cho nên cái nguyên tắc của thị trường trong lúc này, cái xu hướng là bạn anh chị. Xu hướng là cái điều quan trọng nhất. Mọi người chỉ cần hiểu được xu hướng thị trường là xu hướng gì thì từ đó anh chị mình đưa ra cái chiến lược đầu tư. Ví dụ trong một cái xu hướng tăng, em nói thật là gì? Anh chị mình mua sai, mình cũng lãi. Mình mua đúng, mình cũng lãi. Cho nên thị trường ở đây bản chất nguyên tắc trong một cái xu hướng là xu hướng tăng thì đừng bao giờ đi cầm full tiền. Tại vì anh chị mình cầm full tiền là mình đã mất đi rất nhiều những cái chi phí cơ hội những cổ phiếu đi lên. Đấy, mất đi mà mình bỏ lỡ những cái cổ phiếu nó đang tăng. Cho nên ở một góc độ nào đó, cái quan điểm của anh chị mình khi mà mình thấy mình có những góc nhìn về thị trường hai đỉnh hoặc là thị trường phân phối, mình cảm thấy là thị trường rủi ro, thì anh chị mình nhìn đâu, mình đi đâu mình cũng thấy xấu. Mình nhìn cổ phiếu nó tăng mình cũng thấy xấu, mình nói nó bull chap. Mình nhìn cổ phiếu nó chỉnh, nó rung, nó lắc, mình cũng nói nó xấu, mình nói nó gãy, mình nói nó bị bán tháo. Lưu ý kỹ anh chị nha. Đấy. Cho nên đó là gì? Nó tạo cho anh chị mình cái tâm lý về sự lo sợ. Sau đó chị mình thấy cổ phiếu đi lên, mình lại không dám mua. Đấy. Thì nó nảy sinh cái quá trình hiện tại là khi mà thị trường nó đi lên một cái vùng giá nó cao hơn, thì bản chất cái vận động phiên buổi sáng ngày hôm qua, đặc biệt tổ chức họ đánh cực kỳ hay trong quá trình uptrend, họ không cho nhà đầu tư nào được cầm tiền và đứng ngoài đâu anh chị. Đấy. Cho nên cái phiên sáng ngày hôm qua là tạo một số cái tín hiệu FOMO cực kỳ lớn. Đặc biệt ví dụ trong đêm khách hàng bên em đi, mọi người đã cầm cổ phiếu với những cái góc nhìn chiến lược của em rất rõ ràng với việc thị trường tích lũy đi đi lên, nhưng buổi sáng ngày hôm qua không dưới 10 anh chị nhà đầu tư mình nhắn riêng cho em hỏi là mình có gia tăng cổ phiếu không em. Em nói anh chị mình buổi sáng ngày hôm qua rất rõ ràng đúng không? Đấy,
Em thấy thị trường này sáng đánh hơi hoa mắt, cho nên em chưa định hình được thị trường đang làm gì. Ví dụ anh chị mình thấy nè, sáng em nói rất rõ nè, để kìm hãm cái sự FOMO của những nhà đầu tư trong room. Đấy, còn trong khi đó em không biết những nhà cầm tiền sáng ngày hôm qua còn FOMO cực độ hơn nữa. Tại vì anh chị mình cầm tiền mà mình nhìn thấy cái bảng giá thị trường nó xanh ở đây á, tâm lý chịu không nổi đâu chị. Đó là bản chất của thị trường uptrend, nó là như thế. Tổ chức họ liên tục sẽ có sự lôi kéo cầm tiền mua trở lại. Lưu ý kỹ nha, trên sáng ngày hôm qua em hoa mắt về thị trường luôn, lái đánh anh chị mình chung room mình đã ôm một bụng cổ phiếu dọc ngân hàng à. Cho nên là mọi người cứ quan sát thêm nhé. Cho nên đôi khi cái lúc mà đại đa số nhà đầu tư FOMO ngày hôm qua nè, lôi kéo nhà cầm tiền mua lại nè, thì mọi người chỉ cần ngồi im trong buổi sáng ngày hôm qua thôi, thì em đánh giá đó đã là thành công. Ví dụ buổi chiều anh chị mình muốn mua thì đa phần anh chị mình nhìn lại đi, cái mức giá của các cổ phiếu nó đều tốt hơn so với cái việc mà buổi sáng anh chị mình lao vào mình mua đuổi. Nhiều anh chị mình họ mua đuổi những cổ phiếu ví dụ như MB đi, là anh chị mình thấy mình lỗ ngay luôn trong phiên rồi nè. Hoặc là những cổ phiếu ví dụ như ACB đi, mặc dù em là một người phân tích với chị mình rất nhiều về cái dòng ngân hàng, nhưng cái tính thời điểm mua cực kỳ quan trọng. Ví dụ hôm qua anh chị mình FOMO vào mua đu ngay cái vùng giá cao nhất của ACB gần vùng giá 29, là bắt đầu anh chị thấy trong phiên là mình lỗ luôn 2-3% mà. Đấy, hoặc là những mã cổ phiếu như CTG nè, nếu như anh chị mình muốn mua buổi chiều mình thấy không, thì thị trường nó hạ nhiệt trở lại với cái nguyên lý buổi sáng ngày hôm qua thị trường nó tăng á, nó mở gap anh chị, và với những cái kỹ thuật về double gap nè, nó mở hai gap, thì xác suất mà thị trường quay về lấp lại trong phiên chiều là cực kỳ cao. Chỉ cần anh chị mình có kiến thức, mình có một cái hệ thống, một cái phương pháp đề phòng và hỗ trợ anh chị mình đủ tốt, thì chiều hôm qua anh chị mình muốn mua con nào cũng được, giá nó tốt hơn buổi sáng cực kỳ nhiều. Thay vì anh chị mình mua đuổi, mình mua buổi chiều giá nó lợi hơn, nó thấp hơn, vẫn tốt hơn cái việc mà buổi sáng chứ anh chị. Đấy, cho nên sau cái việc thị trường rung lắc vào buổi chiều thì bắt đầu em mới cho room khách hàng bên mình hành động. Ai mọi người thấy không, rất rõ ràng buổi sáng nói với anh chị mình sau kết phiên này, thị trường buổi sáng mở gap thì nó sẽ tạo sự đuổi giá khá lớn ở nhóm nhà đầu tư cầm tiền. Tổ chức còn đánh rất hay trong uptrend, rất khó để mà cầm tiền nước ngoài anh chị. Tại trên ngày hôm qua nhiều nhà đầu tư cầm tiền nè, nhiều cái đội nhóm mà hô hào thị trường sập, thị trường gãy, kiểu gì ngày hôm qua cũng FOMO vào đu ngay vùng giá buổi sáng giá cao. Lưu ý kỹ ha. Đấy, cho nên buổi chiều nay nếu như mà đạt vài tiêu chí mua, em sẽ hướng dẫn cho anh chị mình. Còn nếu mà nó không đạt đó nha, thì cái cây FOMO buổi sáng ngày hôm qua thì thường hàng T cộng về sẽ có những điểm như rũ bỏ sự đu bám của nhà đầu tư giá cao. Đấy, lưu ý kỹ ha. Cho nên trong uptrend á, cái tính thời điểm mình mua nó rất là quan trọng. Tại vì sao, sau những phiên rung lắc nè, ai cũng nói về trường sập nè, thì sau đó anh chị mới liên tục những cái phiên dòng tiền vàng đó chị mình mua, những cái điểm mua này ít sự đu bám. Tại vì nhà đầu tư hô sập họ vừa bán ra, chắc chắn là chị mình không dám mua lại. Nhưng mà ngày hôm qua khi mọi thứ đã rõ ràng, những cổ phiếu đang đi lên cầm tiền chưa mua được thì kiểu gì đu vào mua sau á, thì nó cho cái những cổ phiếu mà ngày hôm qua mà nổ lên đi, thì cái sự đu bám của nhà đầu tư nó sẽ lớn hơn. Ví dụ cái nhịp đầu tiên một chút này nói chị mình về cái dòng ngân hàng rất là kỹ. Để vì sao, chủ nhật chúng ta có một cuộc coaching với nhau sẽ tính cho anh chị mình cái thời điểm anh chị mình đánh những cổ phiếu như VIP nổ lên đầu tiên thì sự đu bám nó ít, hoặc là những cổ phiếu như Techcombank nó lên trước thì sự đu bám nó ít. Cho nên buổi chiều ngày hôm qua anh chị mình thấy không, khi mà bắt đầu những cái tín hiệu hạ nhiệt nào lúc khoảng tầm 1:43 á, là đây mới là thời điểm tốt em hướng dẫn anh chị mình canh lấy những cổ phiếu như Techcom. Ví dụ vùng mua nè, quanh vùng 44 nè, cộng trừ hai like vùng giá thoải mái cho anh chị mình mua luôn. Trong phiên chiều rung lắc liên tục anh chị mình thấy không, đấy, vùng giá cực kỳ tốt. Cho nên sai mình cắt lỗ 40, đúng thì target mình sẽ là 55 với những cổ phiếu ví dụ như là Techcombank mọi người ha. Đấy, thì nhìn chung với những chiến lược mà trong những cái nền tích lũy lại nè, với những cổ phiếu như Techcom nè, những cái vùng nền hấp thụ giá cao nè, mà sau tổ chức họ chấp nhận họ đổ tiền và ăn tiếp đánh lên đó anh chị, thì những cổ phiếu này phải có vùng giá cao hơn. Đồng nghĩa những anh chị nhà đầu tư nào trong vòng 2-3 tuần đổ lại đây mà mình bán ra với những cổ phiếu như Techcom, đa phần anh chị mình đều bị mất hàng. Lưu ý kỹ, đặc biệt những cái vị thế mà mua từ chân sóng á, mà bán ra sẽ cực kỳ tiếc nuối và chắc chắn anh chị mình không dám mua trở lại. Thì thường những cái điểm mà xác nhận tiếp tục đi lên á, thì em đánh giá những cổ phiếu Techcom sẽ về vùng biên trên, là vùng đỉnh cũ ở đây anh chị, là vùng đỉnh của thị trường 1.500 điểm, là vùng 55, với những cái điểm mua mà hôm qua em chia sẻ với mọi người ha. Thì cuối phiên nó cũng rút chân trở lại là coi như là mình lãi trong phiên luôn. Cho nên quan trọng nhất trong quá trình uptrend á, mọi người phải chọn giá tốt để mà mình tham gia với những cổ phiếu như thế này. Tái nhân Techcom mọi người lấy trước 30% nè, mình đánh chiến lược dài. Cổ phiếu nào vào nhịp số 2 mà tăng trước thì mình đánh trước, tương tự với VIP. Còn sáng xanh thì mình đang FOMO, giờ rủ lại mọi người canh hợp lý nè. Thị trường này ăn thua gì, ăn thua ở cái tâm lý. Cho nên là sáng là mình phải cực kỳ tỉnh táo. Thị trường biên sai quay mà lên cái vùng biên trên, nhà đầu tư mà FOMO mua đuổi lại thì anh nói chị mình kiểu gì tổ chức mà cũng nhốt một nhà ở trên, mà hàng T cộng về sẽ bị rũ bỏ để chị mình cắt lỗ, và cắt lỗ sau thị trường lại vòng lên. Cho nên cái chiến lược trong giai đoạn mà sai quay của thị trường chung ở đây á, nếu như mà anh chị mình không hiểu là mình đánh bị rất là dễ bị loạn chưởng. Mọi người lưu ý á, anh chị mình thấy không? Những nhà đầu tư nó hô sập nè, thì kiểu gì 90% cái cây ngày hôm qua cũng sẽ lao vào mua trở lại nè. Mà hàng T cộng đây tổ chức mà đánh hay đó nha, họ rủ nhẹ một cái nữa là những hàng T cộng mà mua đuổi là giá cao là về cắt lỗ một nhịp nữa. Tại vì anh chị mình đang có tâm lý lo sợ, gọi là chân trong chân ngoài, vừa cầm tiền mới giải ngân của thị trường mà trường rung rung rất rất là sợ bỏ chạy ngay. Còn với em vị thế mình tốt,
những cổ phiếu mình mua là những cổ phiếu mạnh của thị trường thì mình đâu có lo lắng đâu. Những cổ phiếu mạnh là những cổ phiếu kênh trên và xu hướng đi lên, còn anh chị mình vào sau hơn mình sẽ mua những cổ phiếu kênh dưới hoặc là những cổ phiếu nổ sâu nổ muộn thì lúc nào sự đu bám cũng lớn, tại vì đó là cái lúc mà nó nổ lên là thời điểm trạng thái cân bằng rồi, không còn cái sự phân hóa về cầm tiền hoặc là cầm cổ nữa. Thì những nhà đầu tư cầm tiền và giải ngân vào sau thì là những con lên sau, sự đu bám lúc nào cũng nhiều cả. Còn những con mà đi lên trước, những con mạnh anh chị mình, những cổ phiếu như DIG, những con lên trước những con mạnh thì cái lúc mà thời điểm nó nổ lên anh chị mình đang cả thị trường không ai dám mua thì đó mới là thời điểm cực kỳ an toàn. Còn bây giờ lên cao mở rõ ràng đu vào mua chưa chắc đã có lại, lưu ý kỹ ha. Trên cái vị thế thời điểm mua rất là quan trọng trong một cái quá trình uptrend, mọi người phải hiểu được cứ sau những cái điểm rũ bỏ, cái nguyên lý này em đã nói chị mình rất là nhiều lần, sau điểm rũ bỏ, sau những điểm rung lắc hoặc là những điểm điều chỉnh của thị trường, sau đó dòng tiền vào con nào anh chị mình đánh trước con đó, tại vì đó là những con mạnh và những con bật lên đầu tiên sau một cái nhịp rung lắc. Còn những con đi theo sau thì lúc nào cũng là sự đu bám nó nhiều hơn, lưu ý kỹ ha. Ai chơi lấy hàng T cộng về mà nó tổ chức còn rũ một nhịp nữa đi là cái thời điểm tiếp theo sẽ xuất hiện rất nhiều những cái siêu cổ phiếu trên trong cái biên sideways. Mọi người phải hiểu được cái cách đánh của tổ chức, hành vi của nhà tạo lập, hành vi tài chính họ làm gì, từ đó mình mới đưa ra chiến lược mình đầu tư. Còn chị mình cứ đánh theo tâm lý, thấy đỏ là lại sợ bán ra hốc chạy, hôi trường sập, thấy tăng là lại lao vào mua đuổi hôi trường trên, thì đó không phải. Chỉ cho cái quan điểm của em về thị trường, mình phải có một cái tầm nhìn về thị trường. Nó năm nay thị trường về 1.000 năm thì cái phần còn lại là anh chị mình chỉ chọn lọc thời điểm để mình mua cho nó tốt nhất thôi. Mọi người lưu ý kỹ như thế anh chị ha. Đấy. Trên chiến lược trong vùng sideways này, phải biết cách giao dịch. Đôi sáng nay mình ngồi im là thành công, giờ chuẩn bị kênh mua. Đấy. Thì Techcombank lại mua trong phiên thì bản chất hàng HTO nó kéo lên thì lại đâu đó tầm khoảng 1,5% thôi. Ấy nhưng bản chất mình sẽ tập trung được những cổ phiếu kênh trên và những cổ phiếu đi lên trước thì lúc nào cũng là cái sự an toàn anh chị. Ví dụ như trong cái giai đoạn anh chị mình thấy không? Trong cái thời điểm này đặc biệt cái sai lầm của rất nhiều nhà đầu tư là gì? Mình cứ ép thị trường nó đi theo cái kịch bản mà mình đưa ra. Mình lưu ý nha, ấy nó là nghĩa là cái tôi của mình nó quá lớn trong thị trường chứng khoán. Mà thay vì thế mình hãy đánh theo cái tín hiệu vận động của thị trường đi anh chị. Ví dụ nhiều anh chị mình ở đây cứ ép thị trường nó sập, ép thị trường nó gãy, rồi sau đó thị trường nó quay đầu lên trở lại, anh chị mình bỡ ngỡ ngỡ ngàng luôn, không dám mua trở lại luôn anh chị. Đấy, nó tương tự với cái giai đoạn thị trường trong năm 2023. Em nói anh chị mình cái lúc mà thị trường đi lên đây nè, ai cũng là thị trường sập, thị trường hai đỉnh, thị trường điều chỉnh, ép thị trường nó chỉnh, ép thị trường nó giảm. Nhưng sau đó chị em một test bột đấy, test hai đấy, thị trường đi lên tiếp. Sau đó anh chị mình lại không dám tham gia, mà lúc mà thấy rõ ràng đu và mua giá cao thì đôi khi lại ngay những cái vùng đỉnh của thị trường chung. Trên nguyên tắc của em là trong những cái quá trình uptrend á, đừng bao giờ đi cầm tiền. Anh chị mình chỉ tăng quy mô vốn khi mà cơ hội lớn nó đến hoặc là sau những điểm rung lắc điều chỉnh. Mình chỉ hạ quy mô vốn khi mà mình cảm thấy rủi ro, chứ đừng bao giờ đi cầm tiền trong quá trình uptrend. Đó chính là những cái sai lầm. Cầm tiền mà thị trường xanh kiểu gì cũng FOMO và mua đuổi cũng thế anh chị. Lưu ý ha. Đấy. Cho nên ở một góc độ nào đó thì mình sẽ đánh giá cho là kỹ với anh chị mình về cái dòng dẫn dắt, chính là cái dòng ngân hàng. Thì khi mà cái dòng ngân hàng mà em nói chị mình nó có tín hiệu của dòng tiền mới đi vào thì em cực kỳ yên tâm về những kịch bản thị trường ở thời điểm này, chính là quá trình tích lũy để đi lên mọi người ha. Đấy. Cho nên với những cổ phiếu như VIP này, sau những điểm tích lũy rũ bỏ kỳ và thanh khoản chị mình không, trước khi đi lên bao giờ cũng có một điểm rũ. Mà cái điểm rũ xuất hiện như nào? Xuất hiện lúc thị trường rung lắc. Ví dụ như thứ hai thị trường rung lắc nè, tổ chức rũ phát nè, test là kiệt cung là dòng tiền vào, thì sau đó những con này nổ lên anh chị em, nổ lên những cây này đâu ai dám mua đâu. Tại vì sao? Tâm lý chị mình còn sợ về thị trường sập, thị trường gãy thì làm gì dám mua anh chị. Cho nên thể hiện là sự đu bám sẽ ít đi. Thì đây là cái phiên mà em nói chị mình em hướng dẫn trong room mọi người mua VIP, hàng T cộng về vẫn giữ giá cao, anh chị mình vẫn lại. Thì đó là cái phiên phiên xác nhận bùng nổ thành công. Những cổ phiếu như VIP anh chị mua từ vùng nền chân sóng số 2 nè, thì chị mình cầm hết chu kỳ mình bán. Hay ví dụ ở đây thì em sẽ đánh giá cái vùng target nó cứ về vùng biên trên đi, thì target nó phải về đâu đó là phải về vùng biên trên anh chị, quanh vùng 27 nè. 27 là tiếp theo là chinh phục về cục mốc 30 nè. Đây là hai vùng target với những cổ phiếu như là VIP anh chị ha. Đó, mọi người lưu ý về hai cái điểm số này. Một vài cổ phiếu như là VIP ở điểm này em ưu tiên chị mình mua, ví dụ trong cái dòng dẫn dắt là dòng ngân hàng á, thì mình phải ưu tiên những cổ phiếu nổ trước đi lên trước, và đây là con leader nó tín hiệu đi lên, sau đó anh chị mình thấy không, nó liên quan nó tạo sự lan tỏa đến những cổ phiếu như Techcombank. Đấy, thì đây là cổ phiếu Techcombank nó nổ sâu một phiên nó mới vượt đỉnh, thì cái phiên ngày 15 những cổ phiếu Techcom nó nổ lên vượt đỉnh. Nhưng mà với góc nhìn của em về cách đánh này của tổ chức á, thì sự đu bám của nhà đầu tư không lớn. Cho nên vì sao mà ngày hôm qua lúc ngoài trường rung lắc trở lại mà điều chỉnh á, những cổ phiếu Techcombank mà nó đỏ điểm á, là em cho anh chị mình vào lấy ngay, vào lấy ngay anh chị. Phải tập trung đánh những con này, mình lưu ý nha, thà mình mua cao với một cổ phiếu mạnh còn hơn mua rẻ với một cổ phiếu yếu anh chị nha. Tư duy của em là phải đánh những cổ phiếu kênh trên xuống đi lên, và anh chị mình thấy xung lực nó phải mạnh hơn thị trường, nó vượt được cái vùng biên trên nè anh chị mình, so sánh nè, mình phải đánh được những con mạnh hơn thị trường kênh trên và xuống đi lên. Ví dụ tương ứng ở đây là thị trường quanh vùng 1.280 đi, hiện tại cũng quanh quanh vùng 1.280, thì Techcombank nó quanh vùng giá 42, nhưng bây giờ Techcombank đóng cửa quanh vùng giá 45,
thì mình thấy không, có nghĩa là những con này nó phân kỳ với thị trường chung, nó mạnh hơn so với thị trường, thì mình nên tập trung đánh những con này. VIB cũng thế đó, cùng thời điểm này bây giờ anh chị thấy không, VIB đóng cửa 24, lưu ý kỹ ha, còn trước đó thị trường quanh 1.280 thì những cổ phiếu như VIB là quanh vùng 22 đấy, cho nên mình phải có cái chiến lược đầu tư nó rõ ràng anh chị đó. Cho nên vì sao mà hôm qua rất nhiều anh chị, mặc dù trong room bên em là cầm MBB nha, nhiều anh chị mình hỏi em có gia tăng MB không em, nhưng bản chất mà sáng em hay mở gap là sự FOMO lớn nè, là thứ nhất anh chị mình kiềm chế là cái tâm lý không mua, có một người cản anh chị mình lại, đừng có mua là thành công. Còn em nói chị mình mua sáng ngày qua là bắt đầu cũng thấy mệt đó. Cho nên video cuối tuần em sẽ nói với anh chị mình về cái thời điểm mua chính xác nhất của những cổ phiếu như MB. Ngày hôm qua nó nổ lên sau thì sự đu bám lớn, những cổ phiếu như CTG rồi cũng vậy, những con mà ngày hôm qua mà nổ lên sau thì sự đu bám nó sẽ lớn hơn, thì cái kịch bản em đã lên rất kỹ cho những con này. Em đánh giá được những cổ phiếu nào lần lượt đi lên à, đầu tiên mình đoạn này phải tập trung đánh trước mắt là phải đánh con VIP và con Techcom, những con còn lại sẽ có thời điểm cho anh chị mình đánh. Đấy, hôm qua BID thì nó bị fail trong ATC thôi, không phải là vấn đề đó. Anh nghĩ BIDV ngày hôm qua mới là cổ phiếu có một cái xung lực đi lên mạnh nè, thì có tuần sau mình sẽ chú ý tới cổ phiếu như BIDV. Đấy, còn bị bán ATC thì mình bó tay, mình không biết anh chị nha. Đấy, nhưng mà xung lực nó tốt hơn so với những cổ phiếu mà có sự đu bám. BIDV cái cách đánh á thì khi nào mà nhà đầu tư dám mua đó, tại vì những con này thanh khoản nó gọi là gì, cái tính gọi là thanh khoản nó lỏng lẻo, thì cái biên độ giá tăng nhanh thì ít nhà đầu tư dám mua lắm. Sau đó chị thấy BIDV tăng nè, qua đu vào mua MB hoặc là ACB là nó bị cục đầu lại, bị sách ao anh chị mình thấy không. Đấy, thì mình nhìn ở một góc độ nào đó anh chị mình thấy cái kịch bản mà tổ chức đội lái họ đánh nó quen không, ví dụ như thời điểm đầu anh chị mình mua những cổ phiếu bất động sản đi, thì em hướng dẫn anh chị mình mua con nào, em nói chị mình vào đây nên mua những cổ phiếu đầu tiên đi lên là những cổ phiếu như Khang Điền. Thì anh chị mình nhìn cái cây Khang Điền trong ngày 29 tháng 2 này, khi mà trường rung lắc xong này nó chăng tăng chặn, thì anh chị mình thấy sau đó nhà tôi sẽ không mua được Khang Điền, là con leader đi trước nè, anh chị mình chạy qua mình mua con DIG. Thì cùng cái phiên sau đó anh chị mình thấy không, anh chị mình mua con DIG, thì mình đu vào mua DIG thì những con nổ sau á thì lúc nào cũng vậy, cái sự đu bám của nhà đầu tư rất lớn, có nghĩa nhà đầu tư cầm tiền bắt đầu cân bằng được trạng thái thì họ sẽ đi tìm cơ hội đầu tư. Thì họ tìm ở đâu, họ tìm những con chưa tăng, chứ họ chắc chắn không dám mua những con đã tăng. Cho nên em nói chị nào cầm tiền đến bây giờ là phải tập trung đánh vào những con đã tăng, đã vượt đỉnh đang ở kênh trên, nói mới là cái điểm an toàn. Lưu ý kỹ chứ không phải là những con chưa tăng anh chị mình mua là những con an toàn là sai lầm nha. Cho nên đó là cái cách mà mình chọn cổ phiếu nó cũng rất là quan trọng anh chị. Mà anh chị mình đều thấy không, những con kênh trên đều là những con mạnh, ví dụ ngày qua VIP nè nó lại rút chân, trong khi đó những cổ phiếu ví dụ ACB trong dòng nó lại bị sắt ao đấy, thì sự đu bám nhà đầu tư lớn. Thì nó tương tự với DIG thôi, nó không phải là xấu, nhưng mà những cổ phiếu ví dụ trong ngắn hạn khi mà sự đu bám lớn thì nguyên tắc sau đó nó sẽ có những điểm rủ, lưu ý kỹ nha. Anh chị DIG này mua sao nó rủ về, anh chị thấy không, rủ về lỗ 7-8% luôn, sau điểm rủ à, nhà đầu tư về cắt lỗ sau đó cổ phiếu nó vòng lên, anh chị mình sẽ không bao giờ dám mua. Nhưng mà đây mới là nhịp tăng chính. Thì những cổ phiếu ngân hàng ngày mai là chủ nhật vào lúc 20 giờ sẽ có một cái buổi đào tạo, thì em sẽ nói anh chị mình kỹ về cái cách mua của những cổ phiếu đó và một cái điểm mua đặc biệt. Nếu như vào thứ hai nó xuất hiện điểm mua đặc biệt này, em sẽ chia sẻ anh chị mình điểm mua đặc biệt. Còn nếu không thì cái cách đánh của những cổ phiếu ngân hàng mà đu bám lớn á, thường sẽ đánh theo những cái cổ phiếu ví dụ như DIG này, đánh giống những cổ phiếu như BDR này, những con nổ sau nổ muộn á. Anh chị mình thấy những con như BDR này, nổ sau nổ muộn này, sự đu bám lớn này, thì sau đó anh chị rủ phát à, loại bỏ sự đu bám nhà đầu tư rồi nó mới đi lên, lưu ý. Đấy, cho cái việc mà thị trường ở đây dù trong trạng thái mà biến sang quay mà trường nó rủ là nó lấp cái gap ở đây nè, thì sẽ tạo điều kiện cho những cổ phiếu nó rủ bỏ anh chị mình ra đó, nếu như anh chị là mua sâu. Cho nên mọi người muốn đăng ký vào cái buổi khóa học này là buổi rất là hay, ngoài cái việc mà nói chị mình về cách mua của dòng dẫn dắt là dòng ngân hàng, thì ngoài ra sẽ có một vài cổ phiếu đánh nhịp nước rút ở trong giai đoạn tiếp theo, chỉ cần nó đúng tiêu chí là anh chị mình lao vào mua ngay, mua giá trần cũng phải mua với những cổ phiếu đánh nước rút ba nền tảng giá có rủ bỏ mọi người nha, lưu ý ha. Đấy, thì ngày mai vào lúc khoảng tầm ở đây anh chị buổi coaching em gửi trong room cộng đồng nè, còn ngày mai vào lúc khoảng tầm 20 giờ 24 tháng 3 thời điểm mua tốt nhất cho một con sóng ngân hàng, anh chị nào tham gia liên hệ với bạn trợ lý giúp em qua số Zalo là 0945 866 915. Đây là buổi học dành cho tất cả anh chị nhà đầu tư mình trong cái danh mục hệ thống khách hàng. Lưu ý kỹ, một số cổ phiếu ngân hàng còn lại đi thì anh chị mình thấy những cổ phiếu còn lại nó chưa đi lên, dùng cổ phiếu loại 2 ví dụ như MSB chủ yếu nó đi theo thôi, chứ nó chưa phải là cái đoạn đi lên chính thức trong cái nhịp số 2 anh chị nha. Thì những cổ phiếu mà như là MSB sẽ còn trong test cung cầu trong nhịp này vài phiên nữa, thì nhịp sau đó là nhịp đi lên, em sẽ hướng dẫn cho anh chị mình đánh. Những cổ phiếu STB cũng vậy anh chị mình ha, sự đu bám lớn nè, lên về sắc ao ngay nè. Đó bình thường anh chị, khi mà sự đu bám lớn tổ chức họ chưa muốn đánh lên thì họ sẽ rủ lại đó. Đấy, cho nên trước mắt dòng ngân hàng nên tập trung vào VIP và nên tập trung vào những cổ phiếu như là Techcombank. Đấy, ở một góc độ tiếp theo thì em nói chị mình sơ lược về một vài cổ phiếu nào anh chị, vài cổ phiếu dòng bất động sản cũng là cái dòng mà nó đang bắt đầu vào sóng anh chị nha. Đấy, tại vì đa phần là những trạng thái ví dụ như Khang Điền nè, Nam Long là những con leader, thì những cổ phiếu như Khang Điền, Nam Long, leader chạy một nhịp số 1 đi lên trước thì bây giờ nó đang tạo được cái nền tích lũy số 2. Đấy, đây cái vùng hấp thụ lượng cung là tích lũy số 2 nè,
Thì sau cái nền tích lũy số 2 này anh sẽ tạo ra cho anh chị mình gì? À, điểm mua đơn giản vậy thôi. Cho mọi người cứ quan sát kỹ những con như Hang Điện, những con như Nam Long. Riêng con Nam Long đây là nền tích lũy số 3, ba nền tảng giá. Thì mình lưu ý là những con ba nền tảng giá là cứ gãy rũ ép bán sẽ có tiền vào, sẽ là điểm chạy nước rút anh chị nha. Đấy. Những cổ phiếu còn lại ví dụ đi lên trong tuần rồi là DG, DG chị mình thấy không, thị trường chỉnh dòng tiền vào ghê không? Thì những con này xung lực cực kỳ mạnh, mọi người mua đúng điểm thì chị mình cứ nắm thôi. Đấy, đây là những cổ phiếu mà dòng bất động sản em mua trong cái room T cộng của chúng ta. Đây là room T cộng anh chị cầm Thang Điền, cầm Nam Long nè, lãi 13 15% nè. Đấy, cho anh chị mua đúng điểm mà nắm thôi. Nên đôi khi cái thời điểm mua tốt nhất là thời điểm mà anh chị mình vừa mua vừa rung, vừa mua mà vừa sợ thị trường nó giảm thì đó mới là thời điểm mua an toàn. Còn lúc mà FOMO ai cũng nghĩ về cơ hội điểm mua thì thôi trong ngắn hạn tổ chức lại rũ bỏ. Anh chị mình lưu ý ha. Trên với những cổ phiếu DG đúng điểm thì báo chị mình mua thôi. Còn bây giờ là cái giai đoạn mà anh chị mình thành quả cho người can đảm, cưỡi ngựa xem hoa đó, không có điểm mua anh chị. Đấy, giờ cứ hâu cầm nắm thôi, có những cái nền tích lũy lớn, những cổ phiếu như BDR này. Đấy, những cổ phiếu như BDR, những cổ phiếu mạnh nó có dòng tiền vào trước, thật ít sự đu bám này anh chị mình thấy không? Thì cái lực nó khỏe. Thì chị mình mua DG và BDR là hai cổ phiếu giá tối ưu nhất trong dòng bất động sản đi lên ở nhịp số 2. Còn những con lên trước là Thang Điền và Nam Long này. Những con còn lại ví dụ đất xanh thì phải nhịp sau, nhịp này chưa lên, nó chưa vào nhịp tăng chính đâu, anh em vẫn trong biên sideways quay này, đang về biên trên nên chị mình thấy không? Đấy, thì kịch bản mua của những con này cũng sẽ chia sẻ chị mình thêm trong vài video tới ở trong tuần sau khi mà nó xuất hiện điểm mua mọi người ha. Đấy, những con này chờ điểm mua hết, nhìn chung hiệu ứng của sóng dòng mà già trẻ lớn bé thì cũng đi lên, nó sell sổng được cũng thế đấy, nhưng mà nó nổ về biên trên áp lực hạ nhiệt trở lại là bình thường. Những cổ phiếu ví dụ như Novaland, những con này lên sâu hoặc những con này thuộc dạng là lỗi ba thì mọi người chưa có chú ý ngay nha. Đó. Với những cổ phiếu của dòng bất động sản, một số cổ phiếu tiếp theo mình đánh giá sơ lược đi, ví dụ như trong dòng thép thì Rim bên em có cầm Nam Kim đấy, thì em vẫn cầm Nam Kim đó. Nam Kim tuần rồi cũng có một cái điểm dòng tiền này, vẫn giữ giá cao nè. Chạy tuần của những cổ phiếu như Nam Kim cũng rất là tốt anh chị nha. Chạy tuần là một cái cây gì, sáu trên test một đáy hai đáy đẩy nền đi lên, chạy tuần là một cây pivot đó. Thì anh chị mua đúng điểm mình vẫn tiếp tục nắm với những cổ phiếu như Nam Kim, trạng thái rất tốt với những cổ phiếu như thế này. Cho một phần thì những cổ phiếu này đang trong quá trình tích lũy rất là lâu, rất là lớn anh chị mình ha. Đó, dòng tiền vào hấp thụ giá cao nè. Những cổ phiếu hoa sen thì anh chị thấy khi mà Nam Kim nó bứt lên thì những con như hoa sen cũng đi lên theo, nhưng mà những con lên sau như là hoa sen thì sự đu bám nó lớn, hoặc là những con lên sau như mà là hòa phát á, thì những cái sự đu bám nó sẽ lớn hơn. Cho nên hiện tại nhịp trong ngắn hạn cái xung đột tốt nhất thì em đánh giá nằm ở Nam Kim, nên thép mình đánh đúng một mã. Ngoài ra dòng dầu khí thì em đánh BVD, BVD là những con kênh trên thì ở đây nó sẽ đang tạo một cái vùng hấp thụ anh chị nha. Đây gọi là vùng hấp thụ tiếp theo, cái nền gì, nền tích lũy kênh trên nè anh chị mình thấy không, những cái nền tích lũy kênh trên với những cổ phiếu như là BVD nè, thì đây đang là cái vùng hấp thụ, thì rõ ràng tín hiệu hấp thụ nhưng mà là phân phối, tại vì sao khối lượng càng ngày càng hấp đi nè, đây tín hiệu tốt đấy cho mọi người. Sau quá trình tích lũy là cái nền số 2 này sẽ tạo cho anh chị mình điểm mua, lưu ý kỹ ha, cho mọi người có cái nắm thôi. Những cổ phiếu như BVS nè cũng là cái điểm rũ kỳ thanh khoản dòng tiền vào nên gì, những trạng thái đỡ cung tốt đúng không, cho có khả năng là trong tuần sau những con như BVS nó nổ lên vùng biên trên á, là quanh vùng biên 40 mọi người nha. Đấy, lưu ý kỹ với cái mẫu hình này, nổ rũ test lại và dòng tiền vào nè. Còn trong khi đó ví dụ em nói chị mình riêng với dòng chứng khoán á, từng đồ là em bán con VCI khi mà quá trình quay về test đỉnh nè, test lại đỉnh ngắn hạn không bứt được là hiện bán ra, với những điểm đánh T cộng đánh ngắn hiện cơ cấu em sẽ chờ một cái cơ hội mới. Lưu ý trong dòng chứng khoán anh chị mình nên chú ý đúng một mã giúp em là HCM, nên chú ý đúng một cái kịch bản mô hình của HCM ba nền tảng giá này có gãy rũ nó kiệt thanh khoản, lưu ý kỹ nha, khi nào có điểm xác nhận vào anh chị mình đánh. Đấy, còn bây giờ mình cứ theo dõi kỹ giúp em có HCM, em sẽ đánh lại cái vòng số 5 nha. HCM là cổ phiếu mình cũng có duyên, còn những cổ phiếu còn lại ví dụ như EFI rồi cũng anh chị mình ha, dao động lỏng lẻo nó có khối lượng lớn này. Hôm trước cái điểm trừ của dòng chứng khoán á là nó có một cái phiên bị bán khối lượng dao động cực kỳ lớn, thì đó mới là cái điểm mà vì sao lý do mà em phải hạ ra, em canh con VCI lên test đỉnh lại em bán. Đấy, một vài cái vận động ví dụ như là MSB đúng vậy này, những cây khối lượng dao động lớn quá mà nó chưa bứt được cái đỉnh trước thì nó chưa có tín hiệu dòng tiền mới quay trở lại, nhưng mà cổ phiếu của dòng chứng khoán trong ngắn hạn. Một vài cổ phiếu tiếp theo em đánh giá với chị mình về cái yếu tố về sơ lược, à hôm qua có ghét nổ đúng không, thì với những trạng thái mà những cổ phiếu gọi là gì thuộc dạng là nổ sâu như là ghét đó, thì cái sự đu bám sẽ cực kỳ lớn à, thì đây là bản chất là những cổ phiếu kênh giữa, kênh giữa nổ lên cái gặp kháng cự biên trên là gì, thì nhịp sau em sẽ hướng dẫn chị mình đánh nhịp này chứ không phải là nhịp chính của những cổ phiếu như ghét đâu à, nên cây ngày mai đu cây ngày hôm qua đu bám cũng rất là lớn mà nó không đánh trần được thì nó cũng phải có vấn đề nha. Thường những cây này phải đánh trần như DG nè, đánh phát thì phải trần ngay à, thì độ uy tín nó mới cao à, mình lưu ý nha. Tôi thấy cái động lực và cái gọi là gì, cái nỗ lực của tổ chức còn thành công, còn volume này lớn không trần được thì đó là một điểm trừ rất là lớn với những cổ phiếu như ghét. Một vài cổ phiếu vận động tiếp theo em đánh giá chị mà ví dụ à có KBC nè, KBC sau điểm rũ nó cũng bứt lên lại được anh chị. Hai thì đây là hai phiên bứt lên cũng đánh giá là tương đối tốt. Nhưng mà riêng với những cổ phiếu KBC cũng giống ghét đó, nghe ghét giống cây này nè. Con ghét cực kỳ giống KBC trong cái phiên ngày 4 tháng 3. Thì anh chị mình thấy không? Nổ sâu cũng như những cổ phiếu mà nổ sâu á thì lúc nào cái sự đu bám nó cũng lớn hết á. Đây là cổ phiếu như KBC nó nổ sâu nè, nổ sâu nè. Thì sự đu bám nó lớn nè, gặp thị trường chỉnh thì chưa có rũ sẽ rũ lại ngay à. Lưu ý thì sau điểm rũ nó bứt đi lên thì mọi người đánh được.
Thì ở đây những cổ phiếu như KBC chủ yếu chỉ đánh ngắn nè, dù đây quanh vùng 36 và 6.5 là vùng target nè, đỉnh cũ anh chị. Đấy. Thì đó là một số cổ phiếu mà có điểm dòng tiền. Nhìn chung giai đoạn này con nào có dòng tiền anh chị mình tập trung đánh con đó, đừng đánh lan man anh chị nhé. Không phải cổ phiếu nào anh chị mình cũng mua được trong cái vùng biên xe quay, đặc biệt là em nói anh chị mình á, những cái thời điểm mà sâu, những cái điểm mà bắt đầu đi lên, những con nào mà đi theo sau á, thì mọi người tránh FOMO về những con đi theo sau, phải đánh được những con mạnh nhất, những con kênh trên và xu hướng đi lên. Cho nên cái tính thời điểm mua là quan trọng, lưu ý kỹ nha. Đấy, cho nên là sẽ hẹn tất cả anh chị nhau tụi mình sẽ vào cái buổi coaching vào buổi tối ngày mai, buổi tối chủ nhật mọi người ha. Hãy nhớ giúp em cái nguyên lý sau rung đất rũ bỏ, siêu cổ phiếu sẽ xuất hiện, áp dụng phương pháp này đầu tư rất hiệu quả và chọn được những cổ phiếu lúc nào cũng là cổ phiếu mạnh để đi lên mọi người ha. Đấy, còn về thị trường thì quan điểm của em vẫn là như thế đó, mình không thay đổi quan điểm về thị trường đâu, cứ tập trung vào cái danh mục của mình. Nếu những cổ phiếu yếu nên cơ cấu ra và tập trung đắm những cổ phiếu mạnh hơn. Đấy, mọi người xem video nếu như mà mình thấy hay thì mình để lại giúp em một nút like cũng như là một phần đăng ký kênh. Anh chị nhà đầu tư nào muốn đồng hành cùng em trong hệ thống khách hàng thì mọi người cứ liên hệ với bạn trợ lý là bạn Hải Anh qua số Zalo là 0945 866 915. Ngoài ra bên đây có một cái link của phần room Zalo, room cộng đồng cũng như là một cái kênh TikTok, thì mọi người hãy follow em ở kênh TikTok này. Em cũng thường xuyên mình livestream ở đây. Cảm ơn chị mình rất nhiều. Chúc anh chị mình ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên người thân và gia đình. Hẹn gặp lại mọi người trong buổi video tuần sau.